Là Chúa Giêsu là đứng cho lòng thương xót. Hôm nay chúng con tới tháng phát gạo cho bà con nghèo. Ở đây chúng con theo thế gian thì chúng con gọi là phát gạo, nhưng mà thực tế thì chúng con chia nhường cơm xẻ áo cho những anh em của mình. Vì trước mặt của con đây là những anh em đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Thì hàng tháng chúng con chia cơm xẻ áo cho những anh em gặp khó khăn. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho công việc này. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả những anh em trong ban tổ chức của Điểm Hội Chữ Thập Đỏ, để họ mạnh khỏe, họ có việc, có sức khỏe để họ hy sinh, họ hãm mình để giúp đỡ, nhường cơm xẻ áo cho những bà con này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau nha. Là Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay những thứ hàng ngày, tha thứ chúng con những nhu cầu của ta, những nỗi đau của con, xin cho để chúng con sa chưa cam dỗ những cô chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn được lên Chúa nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời anh chị em ngồi xuống nha. Kính thưa tất cả anh em chính quyền các cấp, đặc biệt là kính thưa anh Sĩ Chủ tịch Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang, kính thưa anh Tám là đại diện Điểm Chữ Thập Đỏ của ấp Đường Lớn, kính thưa chú Năm là thay mặt cho chính quyền địa phương ấp Đường Lớn cùng ban quản nhiệm của Điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương và cho khóc. Kính thưa anh chị em, tất cả những vị đang ngồi trước mặt anh chị em đây thì anh chị em thấy quen hay lạ? Có ai lạ không? Có ai lạ không? Hả? Ai lạ? Chú nào? Chú ngồi ngoài phải không? Con muốn nghe chú phát biểu ý kiến không? Muốn không? Con nói lớn lên nghe muốn không? Dạ muốn. Muốn rồi là vậy thì tại vì là lâu lâu anh xuất hiện một lần, mình thử ra là con thấy lạ không? Vậy thì lát con sẽ được đáp ứng cái nguyện vọng đó nha. Thì rõ ràng là một số người nhìn thấy trên này quen hết, nhưng mà một số người nhìn thấy có anh Sĩ là lạ. Đó là tại vì anh Sĩ giống như là ảnh không có điều kiện lên đây. Thôi thì cha mong rằng là mỗi lần phát gạo như vậy thì cha mong anh Sĩ sẽ có mặt ở đây để bà con người ta diện kiến, rồi nhiều khi người ta sẽ ủng hộ này kia cái nọ các thứ. Bây giờ cha sẽ nói sơ sơ trong cái chương trình của Điểm mình. Cái chương trình yêu thương và cho không của chúng ta nó có những cái hạng mục rất là nhiều. Ví dụ như trong năm 2019 này, chúng ta phải làm rất là nhiều căn nhà tình thương. Rồi chúng ta sẽ phát gạo mỗi quý một lần. Rồi chúng ta ngoài cái chuyện phát gạo phát quý, chúng ta còn có chôn cất hàng rương mã mồ nếu có điều kiện. Rồi chúng ta sẽ làm rất là nhiều cái điều từ thiện. Vậy thì cha tính trong năm 2019 này, nếu mà tính chi ly thì nó phải khoảng 3 tỷ đồng thì mới có thể giải quyết được trong năm 2019 này. Nhưng mà như anh chị em biết đó là có một mình cha quyên góp thôi thì nó nặng nề dữ lắm. Phải thật sự mà nói là nó rất là nặng nề chứ không phải là nhẹ nhàng. Thì anh chị em cũng thông cảm cho cha. Có những chương trình mình lên, ví dụ như mình lên cất nhà hay là cho gạo hay là làm đèn đường hay là đổ nhựa đường hay là khám chữa bệnh, mà những cái chương trình đó chúng ta lên mà đôi khi nó trễ 5-10 ngày hay là 1 tháng nửa tháng thì xin anh chị em thông cảm, cũng như xin chính quyền các cấp thông cảm. Nhiều khi mình trả tiền chưa kịp
ha. À, cụ thể như là đặc biệt nhất là trong vấn đề là chữa bệnh nan y. Ở đây chúng ta chữa bệnh nan y thì như vậy là mỗi một ca bệnh nan y chúng ta phải nuôi họ từ 3 tháng trở lên. Họ đến đây họ khám bệnh rồi họ trở về, họ không phải trả tiền. Bởi vì cái đường hướng, cái phương châm của chúng ta là yêu thương và cho không. Cho nên chúng ta không có thể nào mà chúng ta nhận tiền của người bệnh được hay là của người nghèo được. Ngoại trừ tất cả những người bệnh hay những người nghèo họ có lòng thiện tâm, họ ủng hộ lại thì họ sẽ viết giấy, họ sẽ ghi kỹ lưỡng rõ ràng là họ sẽ ủng hộ như thế nào đó thì mình mới nhận được. Vì cái đường hướng của mình là yêu thương và cho không. Do vậy mà cha muốn nói với anh chị em có mặt ở đây, cũng như chính quyền các cấp ở đây hay là cộng đồng mạng, khi mọi người nghe được những lời cha nói hôm nay thì hãy cùng với cha một tay để giúp đỡ nhau. Ở đây cái điều đầu tiên của những người mà gửi tiền về đó là đừng nghĩ rằng là giúp đỡ cho những người nghèo hay là giúp đỡ cho người bệnh hay là giúp đỡ cho con đường hay là đèn đường hay là giúp đỡ cho chính quyền. Không, điều đầu tiên khi mà những người gửi tiền về là họ phải, mọi người phải ý thức rằng là đang giúp đỡ cha từ. Bởi vì như anh chị em biết đó là bao nhiêu cái công chuyện mà cha lên kế hoạch thực hiện của năm 2019, đó là những cái công chuyện mà giống như cha đang bơi ngoài biển vậy đó. Cha tự phải bơi ra ngoài biển để cha vớt. Ví dụ như mình là mình có một cái món đồ nào đó mà nó vô tình nó ở trên tay mình mà vô tình gió thổi nó bay ra ngoài sông hay bay ra ngoài biển thì chính mình phải bơi ra đó mình vớt vô, bơi ra ngoài đó mình vớt vô để mình giữ nó lại hoặc là mình giúp cho con cái của mình. Thì cha Từ cũng giống như vậy, cha Từ cũng giống như là một người đang bơi trên biển vậy, bơi ra ngoài biển để mà lấy cái vật này, lấy vật nọ, lấy vật kia vô để mà giúp đỡ cho những người nghèo, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hay là giúp đỡ cho những con người mà kém may mắn hơn. Một cái bơi khó nhất trong đời của cha đó là cha chữa bệnh ung thư. À, thưa anh chị em, nói rồi anh chị em cũng thông cảm với cha rằng là hiện nay các quốc gia trên thế giới không có chữa được căn bệnh ung thư hiểm nghèo, gọi là bệnh nan y, mà hiện nay cha đang chữa được căn bệnh hiểm nghèo. Thì như anh chị em biết, các quốc gia trên thế giới giàu có trình độ trí thức các nước phát triển mà họ đâu có nghèo, họ đâu có khổ, họ sẽ học hành tài ba ghi gớm. Cái bộ não của họ đó là mình không thể hình dung được họ giỏi như thế nào. Cái bộ não của họ nó giỏi đến mức độ là mình không thể rờ họ được. Thế nhưng mà họ không khống chế được cái căn bệnh hiểm nghèo là căn bệnh ung thư. Mà như vậy, ở đây cha khống chế được căn bệnh hiểm nghèo ung thư. Thì khi cha nói như thế thì ai cũng nghe rằng là ủa, như vậy thì ông đang là kiêu ngạo, hay là ông đang là phách lối, hay là ông cho là ông giỏi hơn người khác, các quốc gia khác. Không có, cha không có ý đó. Nhưng mà cha muốn nói với anh chị em rằng cái bệnh ung thư hay là cái bệnh hiểm nghèo mà mình là thế gian gọi là bệnh, còn ở đây khi mà cha chữa những căn bệnh này thì cha cho đó là một cái hình thức là anh đi sai đường. Chính vì cái anh đi sai đường đó thì tôi dẫn anh đi trở lại đúng con đường, thì tự động cái khó đó nó sẽ không ở trong anh nữa. Ví dụ như chúng ta đi đây lên Sài Gòn, mà nếu mà chúng ta đi sai đường thì chúng ta đi chĩa xuống Cà Mau thì có tới Sài Gòn không? Thế nè, chúng ta chĩa xuống Cà Mau thì mãi mãi không tới Sài Gòn. Nhưng mà rồi bây giờ khi chúng ta đi tới Cà Mau rồi thì bây giờ chúng ta muốn quay trở lên Sài Gòn chúng ta làm sao? Có phải khó khăn không? Phải bao xe, phải mướn xe, hoặc phải đi bộ, hoặc phải làm đủ thứ kiểu chúng ta mới quay ngược lên Sài Gòn thì mới tới Sài Gòn được. Đúng không nè? Vậy thì một người bị ung thư, cha cho rằng
cái người đó không phải là cái người bệnh, mà cái người đó đang đi sai đường, đang đi sai cái tuyến của mình đi. Thay vì cơ thể của tôi phải đi đúng cái tuyến này thì cơ thể tôi sẽ không bị triệu chứng đó, mà tôi đi sai cái tuyến đó thì cơ thể tôi nó sẽ phản ứng ra cái triệu chứng là ung thư. Vậy thì bây giờ đến với cha, cha đưa cái người đó trở về cái con đường đó thì nhất định người đó sẽ từ từ sẽ hết ung thư. Giống như là anh tới Cà Mau, anh bây giờ anh không có điều kiện lên Sài Gòn, tôi sẽ đem xe xuống tôi rước anh lên Sài Gòn thì tự động anh sẽ tới Sài Gòn, nhưng mà chậm hơn người ta một chút vì anh đã đi sai đường cho nên là phải trễ hơn người ta một chút. Vậy thì những người ung thư đó, những người nan y đó, là chẳng qua là họ đi sai đường họ mới gặp phải cái triệu chứng ung thư tiểu đường, huyết áp, tim mạch hay là vân vân các thứ. Chẳng qua là họ đi sai con đường mà cơ thể đang đi. Vậy cơ thể ta đi như thế nào để đi đúng cái con đường mà cơ thể ta không gặp những cái triệu chứng mà chúng ta không thể gặp là triệu chứng. Vậy chúng ta phải đi đúng cái con đường là chúng ta ăn cây cỏ mang hạt giống. Vì sao? Vì cơ thể của chúng ta 70% là nước, 30% là chất rắn. Vậy thì khi chúng ta ăn cây cỏ mang hạt giống là chúng ta ăn nước, thì khi đó cơ thể chúng ta nó tiếp thu nước vô thì cơ thể chúng ta đang đi đúng cái con đường. Mà nếu mà chúng ta ăn thịt động vật thì cơ thể chúng ta đang đi sai con đường. Vậy thì chúng ta đi sai con đường thì chúng ta phải gặp những triệu chứng ung thư tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Lúc này đây chúng ta gặp triệu chứng đó rồi mà chúng ta không quay về cái con đường ăn cây cỏ, lại chúng ta tiếp tục ăn thịt động vật, chúng ta lại đi sai nữa. Giống như là lại mẹ thì đẻ lại con đẻ lại cháu không nè. Giống như là mình bị lún xuống bùn rồi mà mình không có gì khống chế được thì lún tiếp lún hoài vậy. Vì thế cha muốn nói với anh chị em rằng không phải cha nói ra là cha giỏi hơn các bác sĩ trên các quốc gia khác, cha không có ý kiến đó, không có cái ý đó, nhưng mà cha có cái ý rằng cha dẫn anh chị em trở về một cái con đường đúng với cơ thể của mình. 70% là nước, 30% là chất rắn. Nhưng khổ nổi thay rằng anh chị em đã ăn động vật từ nhỏ đến lớn, bây giờ anh chị em không thể bỏ được, nó ghiền quá lẽ rồi. Anh sĩ đồng ý không? Nó ghiền quá lẽ rồi. Bây giờ mỗi lần mình bỏ thịt động vật, mình ăn qua rau củ là nó giống như là mình bị xì ke, nó ghiền cái năng lượng mà nạp vô nó không đủ cho dòng máu mình, cho nên dòng máu mình nó đòi nạp thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt mèo, thịt chó như thế. Đó là do cái dòng máu mình nó thiếu đi, cho nên nó đòi mình phải nạp vô. Mà hãy nó đòi, dòng máu mình nó đòi thì thôi, mình không thể nào mình cưỡng lại được. Giống như là cái hài kịch Hoài Linh á, Hoài Linh xem bối á, Hoài Linh nói với cái cô này, nếu mà tôi gọi ông bà về cho bà thì được, mà tôi làm cho bà hết vô duyên thì không được. Bà đó hỏi sao vậy? Bị cái vô duyên ở trong máu của bà, tôi không cách nào mà tôi làm cho bà hết vô duyên được. Nó trong máu qua rồi, một câu chuyện vui. Ý cha muốn nói gì? Cái ăn thịt động vật đó không ai làm cho mình ngưng ăn được, vì nó ở trong máu của mình rồi. Bây giờ chính cái bản thân từng người phải ý thức để mà tránh xa nó, trở về cái con đường đúng cái cơ thể của mình muốn, là 70% là nước, 30% là chất cứng, thì nhất định cơ thể của mình sẽ không gặp những triệu chứng tiểu đường, huyết áp, ung thư. Đó là cha nói. Vậy thì cái khó nhất mà cha đang gặp phải đó là cái mà chữa bệnh, và cái khó đó cha đã giải mã được rồi. Và bằng chứng cụ thể cha giải mã đó là hiện nay cha có nhiều cái pháp nhân. Ví dụ như là khi cha khám bệnh như vậy thì tất cả các bác sĩ ở bệnh viện lớn ở Việt Nam đã chứng nhận cho cha là có những ca bệnh thành công. Rồi các nhà khoa học Hà Nội đã đến đây để mà duyệt xét cái việc làm của cha. Rồi Hiệp hội Lao động Sáng tạo đã chứng nhận công nghệ này. Thì rõ ràng anh chị em thấy cái mà cha đang nỗ lực để tìm ra cái phương thức để mà đưa anh chị em về cái con đường bình thường, về cái trạng thái bình thường không bệnh, tức là xóa đi cái triệu chứng bệnh đó, thì cha đã giải nghĩa được rồi. Tức là cha phải thức khuya dậy sớm,
phải ưu tư, phải suy nghĩ, phải dắt óc, phải cầu nguyện, phải làm đúng kiểu. Cha đã giải mã được cái khó đó rồi. Mà hiện nay cái khó đó là 196 quốc gia chưa giải mã được. Mà bên cạnh đó quốc gia Việt Nam của chúng ta, một cái đất nước hết sức là nhỏ nhoi mà giải mã được. Cha cũng nói trở lại, đó không phải là cha kiêu ngạo hay là coi thường người khác, nhưng mà đó là cha nhận ra được cái điều đó. Cha nhận ra được cái điều 70% là nước, 30% là cái kính để giải mã được cái chìa khóa này. Đó là chìa khóa để giải mã được cái triệu chứng bệnh ung thư này. Đó là những cái mà cha nói. Vậy thì cái đó là cái khó cha giải được rồi. Còn cái hiện giờ cái khó đó là cái... Vậy cha nói ra đây để những anh em trên cộng đồng mạng nghe được những điều này, thì có thể là cùng với cha để giúp cha vượt qua cái khó là nhiều kinh phí, để cha giúp đỡ, chia sẻ, nhường cơm, xẻ áo cho những người nghèo. Đó là cái mong đợi của cha là như vậy. Bây giờ cha nói xong rồi, thì cha sẽ nhường lời lại cho ông Chủ tịch Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang. Xin mời anh Nguyễn Tấn Sĩ, chúng ta cho anh tràng pháo tay nha. Xin mời anh Sĩ lên đây nói vài câu để phát bằng luôn, chứ mình đứng đó người ta không thấy rõ. Đó. Rồi, xin mời đứng đây luôn là mọi người thấy anh Sĩ nha. Chủ tịch Chữ Thập Đỏ huyện đó. Lời đầu tiên thì cũng xin chân thành cảm ơn chỗ Cha Tường cũng như là điểm Chữ Thập Đỏ của ấp Dùng Lớn đã quyên góp gạo để cho bà con. Thì tại vì tôi thì nói chung là công chuyện cũng nhiều, cho nên có những lần phát gạo cho bà con thì không có mặt ở đây, cho nên lại có những người không biết tôi. Thì tôi cũng hứa với bà con với Gia Tường với điểm Dương Đỏ, thì từ đây về sau nếu mà mỗi một lần phát gạo cho bà con thì tôi sẽ tranh thủ có mặt. Cho thằng hóa tay các bạn, cô đã cho mình, cô đã cho thằng hóa tay. Tại vì nói chung là giúp đỡ cho người nghèo thì bản thân cá nhân tôi cũng thích lắm, cho nên mặc dù có câu chuyện gì nhưng mà mỗi lần gắt gạo cho bà con thì tôi sẽ tranh thủ đến cái dự. Và cái thứ hai là cũng nói với bà con, mỗi một lần đến đây nhận gạo đó, mặc dù một người chỉ có 10 kg gạo thôi, nó không có nhiều, nhưng mà thật ra khoảng 500 người thì nó khoảng 5.000 kg gạo, thì tính ra nó cũng nhiều tiền. Thì cái chỗ Cha Tường cũng như là mấy anh em ở, mấy anh chị ở cái điểm Dương Thập Đỏ Góp Dần Lớn cũng rất là cực khổ, tức là đi vận động tiền để mua gạo để giúp đỡ cho bà con á, mặc dù nó không có nhiều nhưng mà nhiều người cộng lại thì nó ra một số tiền cũng rất là lớn. Cho nên là cái chỗ Cha Tường với anh em ở điểm Dương Thập Đỏ Góp Dần Lớn cũng rất là cực khổ. Do vậy mà bà con ăn một chén cơm của cái túi gạo này thì cũng là nhớ công ơn của những anh chị ở đây. Và mỗi một lần phát gạo thì cũng mong là bà con cũng đi cho nó đúng giờ theo quy định. Có khi có những người tới 10 giờ, 11 giờ gì mới tới nhận, thì nó cũng để mấy anh chị đây đợi thì nó cũng phiền phức. Cho nên là mình cũng tranh thủ thời gian mình đến đây mình làm lễ giúp mình nhận gạo mình về. Thì cái thứ ba là cái chỗ Cha Tường cũng như là điểm Chữ Thập Đỏ Dùng Lớn á, thì cũng không phải là giúp đỡ cho bà con ở trong ấp Dùng Lớn không, mà những bà con ở xã khác. Ví dụ hôm nay tôi đến đây thì tôi cũng báo với bà con là tôi cũng nhận một căn nhà cho một cái gì này ở ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông. Rồi chỗ Cha Tường với điểm Chữ Thập Đỏ Dùng Lớn là hỗ trợ 30 triệu các căn nhà. Cái gì này thì cũng ông xã thì mất rồi, bả thì già nhưng mà nhà lá nó cũng rách nát hết rồi. Thì hôm nay thì cũng đến đây rồi cũng thay mặt cho cái hộ gia đình đó rồi cũng cảm ơn điểm Chữ Thập Đỏ Dùng Lớn cũng như là cảm ơn Cha Tường đã hỗ trợ được cái căn nhà cho cái gì đó, tên gì trong giấy tôi quên rồi. Thì chắc hôm nay đến đây cái bữa phát gạo cho bà con thì chắc cũng cuối cùng thì chắc cũng xin chúc sức khỏe Cha Tường cũng như là các anh chị ở điểm Chữ Thập Đỏ Dùng Lớn, ấp Dùng Lớn là được dồi dào sức khỏe,
và mong rằng cái điểm chữ thập đỏ này càng ngày chúng ta càng phát huy nhiều hơn. Và chúc bà con đến đây nhận gạo là cũng được nhiều sức khỏe, là làm ăn càng ngày càng phát triển hơn. Ví dụ như bây giờ mình nghèo, mình đến đây mình xin gạo, mỗi mốt mình giàu lên thì mình không xin nữa, thì để cho người nghèo khác. Thì cũng mong là bà con cố gắng là lao động sản xuất để cho nó tăng gia kinh tế của gia đình. Thì cuối cùng chắc xin cảm ơn tất cả điểm thư đồng đội như là bà con. Dạ thì hôm nay đến đây thì thay mặt cho Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang thì thấy cũng chỗ Cha Tường cũng như là điểm thập đỏ ấp Dần Lớn cũng là lo cho bà con nghèo rất là nhiều. Rồi ví dụ như đường xá bà con đi, rồi nhà cửa bà con ở, thì một năm thì riêng nhà thì chỗ Cha Tường với điểm Chữ Thập Đỏ cho khoảng mười mấy căn nhà, thì tính ra nó cũng nhiều tiền. Thì Chữ Thập Đỏ huyện thì không có gì hơn, thì hôm nay đến đây cũng tặng một cái giấy khen cho điểm Chữ Thập Đỏ Dòng Lớn, thì đã có công đó là cất nhà, rồi cho gạo, rồi cho tiền những người nghèo ở trong huyện Cầu Ngang. Thì chắc mời chỗ xin mời anh Tám đến nhận cái giấy khen của huyện để gửi cho điểm Chữ Thập Đỏ. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để nhận. Xin mời anh Tám đọc cái chữ trong giấy khen để có lời cảm ơn. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang tặng giấy khen điểm Chữ Thập Đỏ ấp Dần Lớn, xã Vĩnh Kim đã có công đóng góp nhà gạo tiền cho hộ nghèo của huyện Cầu Ngang trong năm 2019. Thay mặt ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang, chủ tịch Nguyễn Tấn Sĩ xin mời anh có lời cảm ơn. Thì Tám cũng đại diện điểm Chữ Thập Đỏ cùng quý bà con cô bác anh chị em nhận gạo thì được rất là vinh dự mà được chủ tịch Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang mà tặng giấy khen đó, một cái như nó không gì nhưng đó một cái nghĩa cử rất là cao quý, cái sự quan tâm là cũng như chỉ đạo luôn là của cái điểm hội chúng ta, thì để tặng vậy là một điều rất vinh dự rất lớn cho cái điểm Chữ Thập Đỏ chúng ta. Thì cũng đại diện của xin chân thành cảm ơn, nhờ cho đứa con cho nào hóa tay. Xin cảm ơn anh Tám rất là nhiều. Cuối cùng xin tôi thay mặt cho anh Tám là đại diện điểm Chữ Thập Đỏ cũng như tất cả những anh em trong này, cũng như bà con cô bác anh chị em nghèo đang đến đây để mà cùng chia cơm sẻ áo, xin cảm ơn anh. Xin nhắc lại với anh rằng là anh đã hứa là mỗi khi phát gạo anh có mặt ha. Rồi anh cố gắng thi công căn nhà cho tốt để chúng ta tiếp tục những căn nhà nữa nha. Cuối cùng tôi chúc anh mạnh khỏe. Anh Sĩ thì không có thời gian nhiều, bây giờ anh Sĩ phải xin tạm ngưng ở đây để anh Sĩ về làm công tác khác. Xin cảm ơn anh nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Thưa anh chị em, rõ ràng là chúng ta dĩ nhiên hồi nãy như cha nói là ăn trái với kẻ trồng cây, uống nước với người đào giếng. Rõ ràng là Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang tặng giấy khen điểm Hội Chữ Thập Đỏ Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim cho cái điểm này đã có công đóng góp nhà, gạo, tiền cho hộ nghèo của huyện Cầu Ngang trong năm 2019. Thì tại sao cha đọc lên một lần nữa? Bởi vì cha đọc lên một lần nữa không phải là cảm ơn điểm này, mà thực sự cảm ơn các mạnh thường quân. Các nhờ có các mạnh thường quân thì mới có những cái lời mà động viên khích lệ vậy. Thì cha cũng xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân hai năm nay đã bỏ rất là nhiều công sức tiền của để mà giúp đỡ cho những hộ nghèo. Thì cha xin chia vui với các mạnh thường quân trong và ngoài nước, và xin Chúa chúc lành cho các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Bây giờ tiếp theo là trong ấp Dòng Lớn của chúng ta thì sắp tới đây chúng ta sẽ làm một cái con đường phát sáng, làm đèn đường. Chúng ta làm đèn đường phát sáng là 1850 mét. Xin mời ông Thầu đứng lên, ông Thầu nói về cái con đường làm bao nhiêu mét, bao nhiêu cây cột. Dạ kính thưa cha Phêrô, kính thưa chú Tám là chủ tịch hội điểm Hội Chữ Thập Đỏ, chú Năm là chính quyền ấp Dòng Lớn cùng ban quản nhiệm cùng bà con cô bác, thì con đại diện cho cái điểm Hội Chữ Thập Đỏ cùng anh em để đi làm con đường thắp sáng đèn đường.
thì chiều dài đó là 1850 m, thì dự án là khoảng là 46 cây cột, là mỗi một khoảng cột như vậy là 40 m. Tại vì theo cái trục của nhà nước thì từ 50 đến 60, nhưng mà bản thân mình làm thì mình làm 40 để cho nó an toàn về lâu dài, về dài, để cho bà con và chính quyền yên tâm mà hạn chế về cái phần sửa chữa đó. Rồi thì tụi con cũng đã là thi công cái phần đổ cột xong hết rồi, thì chỉ có là chờ cái ngày mà để mình đi dựng cột và thắp sáng đèn đường thôi, bắt điện lên thôi. Dạ, con xin thưa với cha là như vậy. Xin cảm ơn ông Thầu Xây Dựng. Ông Thầu Xây Dựng cũng là thầy thuốc chữa bệnh ung thư với chúng ta đó. Nhưng mà tại vì trong năm 2019 này thì công chuyện xây dựng nhiều quá, cho nên thầy chỉ có mặt để mà nhận bệnh thôi. Nhưng mà sẽ điều trị trực tiếp thì khoảng năm 2020 sẽ điều trị trực tiếp. Về phía con đường thì như cha với lại ông Thầu mới nói đó, là chúng ta sẽ làm đèn đường 1850 m chiều dài, có nghĩa là trên dưới 2 cây số. Vậy thì chúng ta làm từ đầu vào giá, tức là từ nhà ông Năm Ve đó. Biết nhà ông Năm Ve không? Năm Ve đó, cho đến nhà thờ Dùng Lớn. Thì khi đó chúng ta sẽ chịu trách nhiệm là thi công tất cả các mọi thứ, rồi sau đó chúng ta sẽ phát sáng 3 năm, đóng tiền phát sáng 3 năm hàng tháng. Thì đó là chương trình mà chúng ta sẽ làm. Thì anh chị em cũng cầu nguyện cho cái công trình này. Đây là cái công trình chung của ấp Dùng Lớn chúng ta. Thì anh chị em cố gắng để mà làm sao gìn giữ cái công trình chung này cho nó tốt đẹp, để mà phát sáng cho chúng ta đi hàng đêm. Mỗi đêm chúng ta có ánh sáng để chúng ta đi, giống như chúng ta không phải gặp những khó khăn trên bước đường chúng ta đi. Đó là những cái mà cha và Điểm và Chữ Thập Đỏ làm hết sức cho anh chị em. Những gì có thể giúp được anh chị em thì cha và Điểm và Chữ Thập Đỏ sẵn sàng giúp. Bên cạnh mà hỗ trợ gạo nè, nhà nè, đường nè, làm đường nè, rồi chữa bệnh nè, rồi nếu là phát sáng được trên đèn đường, trên con đường đi, thì cha vẫn phải làm cho anh chị em. Ở đây không phải là cha có trách nhiệm gì cả, nhưng mà cha thấy cái mà cha có thể làm được, ngày nào cha còn sống, cha làm được thì cha sẽ sẵn sàng làm những điều đó. Cha thấy điều đó có lợi cho anh chị em thì cha làm thôi, chứ không phải là cha đưa cha vào cái trách nhiệm gì cả. Nhưng mà cha thấy điều đó nó quá lợi cho anh chị em thì cha cố gắng làm. Thì cái phần đó thì cha xin nhường lời lại cho ông chú Năm, là ông trưởng ban công tác mặt trận của xã, của ấp Dùng Lớn. Chính quyền địa phương sẽ nói rõ hơn nữa. Xin mời chú Năm. Kính chào cô bác, anh chị em có mặt hôm nay. Bữa nay cũng có duyên, tức là ngày 27 Tết mình đã gặp một lần rồi, tức là phát gạo. Thì trước đây tôi hàng tháng phát một lần, sau là một quý. Thì bữa nay là gặp mặt cô bác một lần nữa, thì cũng như là tinh thần là cái mở đầu là của anh Tám nói. Thì với là anh Sĩ, chủ tịch là Chữ Thập Đỏ huyện Cầu Ngang nói, và trong đó là cha Cường nói cụ thể. Ở đây tôi nói vài vấn đề với cô bác, tức là cha Cường cũng mở đầu rồi, không phải là cái điểm này phát gạo không, thì nhiều vấn đề để mà nói. Tức thì bây giờ mình nói là con đường, nếu con đường sắp tới đây thì coi như là láng nhựa, tức là làm xong bên dưới là cả tỷ bạc rồi, thì cô bác thấy những điều đó. Trong đó là cái vấn đề trị bệnh. Chính thực tế tôi với là cha Tường đi đến là Hà Nội, từ Hà Nội là coi như là những tiến sĩ, rồi là giáo sư, những nhà là bác học, tức là kỳ cụ nhất là bác sĩ mà tiến sĩ đó, là nghiên cứu ung thư là 40 năm, mà rõ ràng như cha Tường nói là đều lắc đầu đó, nghiên cứu mà không ra, tức là nghiên cứu rồi là chỉ nghiên cứu thôi, trên giấy tờ thôi. Mà chính cha Tường đâu mãi thì coi như là ta nâng niu. Trên diễn đàn là rõ ràng bác sĩ là coi như tiến sĩ ngồi nghe là đặt ra vấn đề. Cũng rồi bây giờ thì cô bác ta biết rồi, thì giờ đặt nhiều vấn đề đã hỏi là cho cha Tường lưu lắm trả lời.
điểm đó. Một lần gì ha là tôi cứ đến Hà Nội một cái thì bây giờ tôi nghĩ rằng bây giờ đấy nói cô bác cho không tin, bác sĩ mà dẫn con bệnh lại nhờ cho phường trị bệnh ha, bác sĩ trị ung thư mà dẫn lại nhờ cha tường trị bệnh đó, thì quá trình đó thì tôi nói số vấn đề để coi như là về cái mặt là chữ thập đỏ đêm như đỏ ở áp dụng đó. Mật vấn đề nãy kể rất nhiều vấn đề đó là cô bác cũng thông cảm. Ở đây thì có những ái là sĩ nói rồi, bây giờ những cô bác lãnh một người ký gạo thấy ít quá, mà bây giờ tới năm trăm phần hay không bác, năm hay sáu trăm phần là tức là 6 tấn gạo, thì cái đó to tát. Và cái đó chỉ có là cha tường đi vận động thôi chứ tiền đâu mà có, tôi tối ngày cái thấy đâu có làm gì nữa, có tiền đó thì nó góp gió thành bão, thấy một cái số là khổng lồ không, tức là 6 tấn mà cô bác nhận là 10 ký, thấy trời gì có 10 ký gạo cái gì đó, mà rõ ràng cô bác phải phát huy hơn nữa là cái vấn đề đó. Mà hộp cơm là cô bác ăn thì bây giờ là chỉ rồi nãy hối rồi gắn cũng biết ơn những người chạy trợ, mà chủ yếu là cho tường. Thôi bây giờ xoay quanh vấn đề tôi nói như cái đường mà thắp sáng thì nãy tôi có nói rồi, thì chủ yếu cái này là tài trợ chính là ông Cường, thì bây giờ tôi nói là chính thôi, còn ngoài ra là Linh Mục Tường là xin ở đâu thì tôi không biết, mà bây giờ ở đây thì nó nói rõ là coi như là cái đường điện này thì coi như là cha Tường để tài trợ chính, tức từ là nhà Nam Gia, từ là giáp ranh với làm Mỹ Long Bắc đó, ấp Hạnh Mỹ chạy tới nhà thờ. Mà bây giờ tôi nói rõ luôn vấn đề là bây giờ là ở đây thì coi như cái tường đại trợ, thì trong nãy đó là cái tường cũng hứa là trả lợi luôn là 3 năm đóng điện hàng tháng đó. Và rõ ràng là chơi thầu này cũng nói rõ nữa. Và các ấp thì coi như tôi đi cũng các nơi nhờ cái trụ đèn hơn, trụ điện đó để thắp sáng thôi. Và cái này đặc biệt đúc trụ luôn, thì nãy thầu nó đúc là coi như bao nhiêu cây đó, 45 cây, từ nhà thờ đến nhà Nam Gia. Chương trình đó là coi như cho tường trại trợ, chứ phần đó thì coi như là chính quyền không phải dính líu gì vấn đề này, tức là chính quyền cũng không vận động một cô bác nào là 100 ngàn là 200 ngàn gì hết đó. Các ấp khác thì tương đối rõ ràng có để vận động thì bây giờ là có như không ở cái nhà trại trợ, tức là nhà nước cùng nhân dân cùng làm, cái đó là coi như là nó khác rồi. Còn cái này đặc biệt là cho tường trại trợ thì nói phần này cho nó rõ phần này luôn. Thì cũng không biết gì hơn, thì bây giờ sau cùng thì bây giờ là cái tinh thần đó sĩ cũng nói rồi, anh Tám này tôi nói rồi, Tường nói hết rồi, và tôi giải trình một số vấn đề về cái đèn thắp sáng thôi. Còn là sau cùng thì cũng không biết gì, chúc cô bác là khỏe, cũng như là tăng chỉ nói ráng cố gắng tăng gia sản xuất để phát để coi mình là thoát nghèo, để nhường lại một số mà người ta là cái khó khăn, để ta thấy với mình mà không dựa vào thấy bây giờ hàng quý cái mình nhớ mình lại nhận quà vậy là không hổng nên, tức là bây giờ là tôi nói đây không phải là tôi chỉ điểm ai, thí dụ vậy, ráng cố gắng là phấn đấu lần vươn lên một lần nữa, thì bây giờ ráng cố gắng, bây giờ thí dụ tới 7 giờ rửa thắt gạo thì coi như cô bác tôi đến kịp thời để là làm lễ xong được gạo đi, cô bác là về coi như là để nắng. Một lần nữa thì bây giờ trước nhất là chúc là cha Tường khỏe, ráng cố gắng là duy trì sức khỏe, rồi trong đó đặt tay nữa, ráng cố gắng rồi chúc cô bác khỏe về thời gian chúng ta cao phát tay quá, cái vụ chúc đẹp trai mà hôm nay 43 tuổi rồi anh xem đẹp gì nữa. Bây giờ nãy giờ tất cả những người lớn đều có trách nhiệm để chia sẻ cho anh chị em hết rồi. Bây giờ cha không biết là bà con cô bác ai có ý kiến gì không? 3 tháng mình mới gặp nhau là như mình muốn nói gì không? Cha muốn nói gì? Cũng mạnh dạng nói. Này, có ai có ý kiến gì không? 3 tháng này qua gặp cha với gặp mấy anh em vậy là quý rồi. Quý trọng rồi. Vậy là quý trọng rồi ha. Dạ, dạ. Còn có ai có muốn ý kiến gì nữa không? Vậy là quý rồi. Ai lên gặp cha, gặp mấy anh em, chị em. Trong cái số bên đây có ai có ý kiến gì không nè? Có yêu cầu gì không? Hay là có khó chịu gì không? Hay là có niềm vui gì không?
Con dán con ăn cho cũng nhớ cha lắm. Nhớ cho. Bà quê ở đâu? Con của cha vậy quê Ấp Rẫy. Ấp Rẫy. Ấp Rẫy là xã Nhân Kim. Con dán con ăn nhớ cha lắm, cha là lặn lội mà để đi tìm nó về nuôi con. Nghèo. Chị tốt quá rồi. Các ông có ý kiến gì không? Cuối cùng tên ban quản vậy mình có ai có ý kiến? Lẽ tôi đề nghị về chi hội trưởng một ấp hay ấp gì ý kiến đây. Xin mời chi hội trưởng luôn đây. Chào Tâm. Nay tôi rất vui đến đây phát gạo, con lại thấy đông đủ. Tôi cũng luôn chúc cha luôn mạnh khỏe, có hỗ trợ giúp đỡ cho bà con càng ngày càng rất nhiều. Nói về sức khỏe thì cha cũng nói với anh chị em rằng là có thể là cuối năm nay cha có thể là đi sang Canada, có thể là cuối năm nay cha sang Canada để cha thuyết trình trong cái vấn đề chữa ung thư. Vì thế mà mỗi ngày đều cũng có những công việc làm để anh chị em cầu nguyện cho cha, đôi khi ngủ đêm tới sáng mà méo miệng rồi là xong. Đó nè, cái tay mình đang vậy mà ngủ đêm tới sáng là vậy là rồi, vậy là rồi, còn cái miệng đang vậy là xong. Mang gì thử ra cho cái đang sợ chuyện đó, chuyện đó ha. Làm gì chiều nó phải căng thẳng không. Bây giờ cho mời tiếp tục ông chi hội của Mai Hương. Bao lâu mới gặp anh, xin mời anh có vài lời ý kiến. Tôi cũng xin thay mặt cho chi hội Hát Mai Hương thì trước nhất cũng cảm ơn cái hội điểm là hội tập đỏ của dòng lớn, sau đó là cũng cảm ơn cha cũng có tấm lòng là hảo tâm để lo cho những dân nghèo là đang là cần những cái thức ăn. Như vậy là chúc cho cô bác là ráng cố gắng để làm rồi sống, chứ đừng có để mà mình cứ đến đây mình nhận của cha hoài thấy nó cũng đau lòng lắm. Cứ ráng cố gắng lên rồi đó, mình có được rồi còn số lại đó để nhường lại cho những người người ta còn đang bị gặp khó. Như vậy thôi, tôi cũng xin thay mặt cảm ơn cha, rồi cảm ơn hội điểm chữ thập đỏ Thập Chồng Lớn, là cũng cảm ơn cô bác và anh chị em đến đây để nhận số gạo về để đừng sinh sống trong hàng ngày. Vậy tôi cũng xin thay mặt chi hội ấp Mai Hương cũng cảm ơn cha. Nói ngắn mà ý nghĩa ha. Xin mời ông quản nhiệm nha. Quản nhiệm có vài lời. Cũng thưa cha Pedro, cũng thưa các ban ngành, cũng thưa ban nhiệm cảnh của mình. Hôm nay thì tôi thấy bà con đến đây nhận quà rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, thì xin bà con mình ráng cố gắng cầu nguyện cho cha Phêrô mình càng ngày càng được mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe để là bươi chải trong lo cho mình xin hết. Xin cảm ơn mọi người. Không nói mình bươi chải giống như mấy gà trống quá trời. Mà đúng là bươi chải. Cuối cùng là xin anh Tám cho vài lời để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Thì tất cả trong buổi có gạo hôm nay thì thật sự nói cho bà con là coi như nãy giờ bà con cũng được lắng nghe những cái tấm chân tình, nhất là của một cha Phêrô và các anh em và chủ tịch chưa đổ huyện Hồ Ngang có đôi lời, và các anh em là đã có đôi lời phát biểu trong cái buổi phát gạo hôm nay. Thì riêng Tám cũng đại diện trong cái điểm này thì cũng có đôi lời là để kết thúc, có đôi lời với nhắc nhở bà con. Thì bà con nhận thấy biết đó, một quá trình mà cái hình thành trong cái điểm hội đỏ chúng ta rất là khó khăn công phu, bà con thấy. Nhưng mà thật sự mà nói, chúng ta tất cả mọi việc gì chúng ta làm theo nói về đạo Chúa thì sự thật là sự sống của Chúa. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta làm tốt thì tất nhiên là dầu cho mà ai có nói nữa thì chúng ta vẫn tốt là tốt, chúng ta không có là ngán dội. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu chúng ta làm xấu rồi mà dẫu cho chúng ta bao che cách mấy thì nó sẽ lộ ra, cũng như là cái bọc kim ở trong bọc thì thế nào cũng lộ ra. Nhưng thật sự mà nói thì Linh Mục Phêrô Nguyễn Tường lúc đầu làm thì cũng như là chán trường, nhiều khi có cái sôi bối, cái nói chăng này thế kia. Nhưng thật sự mà nói, nhưng bởi vì mình nghĩ thấy là làm rất là đúng ý nghĩa, làm không sai gì hết trơn, là một là làm là đúng với chính sách đảng nhà nước chúng ta, hay nữa làm là ý nghĩa, làm là giúp cho bà con nghèo. Sự thật nên ngày nay bà con thấy ngày nay là nó vĩnh cửu, nó tới ngày nay phát huy rồi, con thấy rõ ràng.
nó là được cái phát huy là nâng cao lên về cái điểm này chúng ta rõ ràng. Thì thế chúng ta là cứ an tâm. Nếu thật sự mà nói, nếu linh mục là Phêrô mà làm lúc ban đầu mà làm nó không có đúng đắn thì dẫu cho là tất cả chúng ta làm mà bao chi ai kết mấy thì sẽ bị là lòi ra cái xấu ngay thôi, chứ không bao giờ mà bao che được. Thì bà con thấy thì thật sự mà nói thì trong cái quá trình mà bà con đến nay là nhận gạo thì riêng Tám cũng đại diện trong cái điểm này có đôi lời nhắc nhở bà con. Thì tuy nhiên gạo thì chúng ta nhận thì một quý nó có 10 kg là cũng không gọi là bao, như với tấm lòng là của các nhà tài trợ, như đặc biệt nhất là cái lời kêu gọi của linh mục Phêrô Nguyễn Tường là nó quan trọng nhất. Nếu không có lời kêu gọi thì không thể nào mà có gạo cho bà con ngồi được như hôm nay, là trong một quý có một lần. Thì Tám cũng nhắc nhở bà con thôi, chúng ta là ăn trái những cái trồng cây, chúng ta phải tuy nhiên nó không gọi là bao, nhưng đó là một tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của là cái công phu là của là các nhà tài trợ đã bỏ cái công sức cực khổ đóng góp về đã để hỗ trợ cho bà con ăn được cái một miếng gạo. Thì bà con cũng phải có cái gìn giữ để là nhớ cái công cực khổ của các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho chúng ta. Thì chắc có nhiều thì sau cùng thì trước là cảm ơn Phêrô đã ra công là bỏ công sức, thì bà con thấy công sức rất là lớn luôn để là hỗ trợ đây lo cho bà con. Cái thứ hai nữa cũng chân thành cảm ơn là các nhà tài trợ đã hết lòng là coi như là ra công để tiện tặng chín nhút để gửi về đây cái điểm hội đỡ chúng ta để có giúp cho bà con, và cùng với công phu tất cả các điểm hội cộng sự đây cũng lo cho bà con, đó điều rất là cao quý. Thì bà con cũng ráng tâm. Và sau cùng chúc sức khỏe linh mục Phêrô Nguyễn Tường nhiều sức khỏe, chúc các điểm hội đỡ chúng ta và chúc tất cả bà con cô bác anh chị em có mặt hôm nay nhận gạo được nhiều sức khỏe để lo về công việc. Và cuối cùng người ta cũng nhắc nhở vài câu nữa thôi rồi chúng ta nhận gạo. Thực ra chúng ta nhớ lại cái câu ăn trái với kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Cuộc đời chúng ta thông thường là chúng ta sanh ra và lớn lên thì ai trong chúng ta cũng biết là trên đầu của chúng ta có ông trời, có Chúa đó. Dưới chân chúng ta có đất, nhưng mà mấy ai chúng ta nhớ đến ông trời không nè? Chúng ta sinh ra chúng ta biết rằng có ông trời an bài cho chúng ta, nhưng mà cùng lắm là chúng ta sinh ra rồi chúng ta nhớ cha chúng ta là người đầu tiên, rồi người kế tiếp là chúng ta nhớ ông nội chúng ta là đời thứ hai, rồi đời thứ ba chúng ta nhớ ông cố, đời thứ bốn nhớ ông sơ, đời thứ năm nhớ ông sở, đời thứ sáu nhớ ông sờ, rồi không biết còn ông nào nữa. Còn chúng ta biết còn, nhưng mà chúng ta có bao giờ chúng ta làm đám giỗ cho ông sở ông sờ không? Nhớ tới ông cố là may mắn lắm rồi, phải không nè? Nhớ tới ông cố là xa lắm rồi, nhưng mà thực ra chúng ta còn một ông xa hơn nữa, đó là ông trời, đó là Chúa đó, mà ông chính Chúa đó mới an bài cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta đâu có nhớ, chúng ta nhớ tới người cha, nhớ tới ông nội, nhớ tới ông cố nội, nhớ tới ông cố tổ, xong. Mà còn trên ông cố tổ nữa. Đó. Nhưng mà anh chị em đâu bao giờ nhớ những ông cố đó, rồi cái ông trời còn xa hơn chúng ta, không nhớ đâu. Vậy thì ta nhắc như thế để anh chị em, không phải mình nhớ những người ở dưới đất, mà còn nhớ những người trên trời nữa. Những người trên trời đó là ai? Là ông trời đó. Thế nè, ta nhớ đến ông trời, nhớ đến Chúa đã ban ơn cho chúng ta. Vậy để kết thúc thì cho nhắc anh chị em nhớ vậy, chúng ta cùng đứng lên đọc kinh để cảm ơn Chúa nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời. Chúng con kỵ vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình yên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi bây giờ chúng ta phát gạo nha. Xin cảm ơn chính quyền các cấp nha. Xin cảm ơn ban quản nghiệp. Cảm ơn anh chị em. Bây giờ chúng ta cứ theo thứ tự mà chúng ta nhận gạo. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.
xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì chí lòng hòa hợp mến yêu, diệt tán căm thù, chia rẽ oan hờn ghét ghen. Xin giữ đức ai, yêu Chúa mến thương anh em. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui.